An Trĩ Vương, xua tan nỗi lo, bệnh trị táo bón. Nay đã có thêm An Trĩ Vương Gel, hiệu quả đã được chứng minh. Trong tháng 4 này, điện ảnh Việt chào đón sự trở lại của Lật Mặt 48 giờ sau nhiều lần hoãn chiếu vì dịch Covid-19. Lật Mặt 48 giờ là tác phẩm nối tiếp chuỗi thành công của loạt phim Lật Mặt của Lý Hải. Tuy nhiên, ở phần năm này, Lý Hải mang đến một bộ phim hành động giật gân với bối cảnh sông nước miền Tây thu hút nhiều sự chú ý. Trước thềm công chiếu chính thức, Lật Mặt 48 giờ đã đạt kỷ lục khi mang về doanh thu khủng. Không dừng lại ở đó, bộ phim còn nhận về cơn mưa lời khen và nhiều khán giả cho rằng rất có khả năng bộ phim điện ảnh Lật Mặt 48 giờ này sẽ xoán ngôi vị trí quán quân của phim điện ảnh Bố Già. Như vậy, lý do vì sao mà phần lớn khán giả lại cho rằng Lật Mặt 48 giờ rất có thể sẽ trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại? Đầu tiên là vì phim đã cháy vé cho các suất chiếu sớm và cũng thu về doanh thu đáng kể sau 2 ngày chiếu sớm. Khởi chiếu chính thức trên toàn quốc từ ngày 16 tháng 4, nhưng Lật Mặt 48 giờ đã mở bán những suất chiếu sớm tại khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ 19 giờ ngày 14 tháng 4. Cùng với đó, phim cũng tổ chức họp báo ở hai miền Nam và Bắc, quảng bá rầm rộ và thu hút sự quan tâm của đông đảo người nổi tiếng, truyền thông và khán giả yêu phim trên toàn quốc. Kết quả, sau 2 ngày chiếu sớm đầu tiên, phim Lật Mặt 5 đã thu về 11 tỷ đồng, một con số phải nói là khá cao so với mặt bằng chung của phim Việt. Trước đó, phim Kiều của nhà sản xuất Mai Thu Huyền cũng đã ra mắt và chỉ thu về vỏn vẹn 1,3 tỷ đồng sau hơn 2 ngày chiếu phim bao gồm cả các suất chiếu sớm. Với số liệu hiện tại, phim Lật Mặt 48 giờ tạm thời xếp sau Bố Già của Trấn Thành. Thế nhưng, có thể thấy bộ phim hoàn toàn có cơ hội trở mình vì sau 2 ngày chiếu sớm đầu tiên, Lật Mặt 48 giờ có doanh thu ngày càng tăng mạnh từ hơn 2 tỷ sau ngày 14 tháng 4 lên đến gần 11 tỷ sau ngày 15 tháng 4. Tối ngày chiếu sớm đầu tiên hôm 14 tháng 4, nhà sản xuất phim cũng hân hoan thông báo Lật Mặt 48 giờ đã ghi nhận con số 45.000 vé đặt trước. Kèm theo đó, trên mạng xã hội cũng đầy ắp những bình luận khen ngợi bộ phim, cổ vũ khán giả ra rạp để xem phim Việt. Thứ hai là phim nhận về cơn mưa lời khen của khán giả, nghệ sĩ trong nước lẫn đạo diễn quốc tế. Trong vòng chưa đầy một ngày chiếu sớm, bom tấn hành động Lật Mặt 48 giờ của Lý Hải đã mang về cơn mưa lời khen từ khán giả. Phần đông những người đi xem đều cho rằng phim rất xuất sắc ở mảng hành động, nội dung dễ hiểu và dễ cảm nhận nhưng không hề nông cạn. Bộ phim này là dự án tiếp nối thương hiệu Lật Mặt vốn đã rất nổi tiếng của Lý Hải, đang được dự đoán sẽ là tác phẩm thành công nhất trong chuỗi năm phim đã ra mắt. Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng một bộ phim tầm cỡ như Lật Mặt 48 giờ thì khả năng đạt hơn 300 tỷ là điều hoàn toàn khả thi. Các phân đoạn hành động của phim được cho là vô cùng mãn nhãn. Mặc dù không quá mạnh về khoản võ thuật nhưng được thiết kế sáng tạo và chỉnh chu, mang đến trải nghiệm bơm tấn cho khán giả. Không chỉ nhận về nhiều lời khen của các nghệ sĩ Việt Nam mà Lật Mặt 48 giờ còn nhận được lời khen từ phía một đạo diễn tên tuổi của xứ sở Kim Chi là Lee Hwang Ki-ung. Lee Hwang Ki-ung nổi tiếng là nhà làm phim với phong cách kể chuyện độc đáo, khiến khán giả vỡ òa cảm xúc khi thưởng thức các bộ phim của ông. Khi được mời xem thử và góp ý cho Lật Mặt 48 giờ, Lee Hwang Ki-ung đã vô cùng ngỡ ngàng trước chất lượng của bộ phim và thốt lên: "Quả đúng là một bom tấn. Tôi dự đoán đây sẽ là một bộ phim xác lập kỷ lục phòng vé mới tại Việt Nam. Cảm ơn vì đã cho tôi xem một bộ phim tuyệt vời đến vậy." Thứ ba là do thể loại phim hành động nhưng nội dung lại rất gần gũi và pha nhiều chút hài hước. Được biết, Lật Mặt 5 thuộc thể loại hành động hài với nhiều đại cảnh, cảnh chiến đấu gay cấn và nguy hiểm được quay công phu trên sông nước miền Tây. Và có thể cho rằng tâm lý chung của khán giả Việt Nam là thích những thước phim hành động nhưng phải gần gũi. Lật Mặt 48 giờ đã đáp ứng được tâm lý này của đại đa số khán giả. Sau những phút đầu giới thiệu nhân vật, tác phẩm đã mang đến một loạt cảnh hành động, đánh đấm và rượt đuổi kéo dài đến tận cuối phim. Và đặc biệt, những pha hành động được đầu tư kỹ lưỡng. Mặc dù nội dung chủ yếu thiên về cảnh hành động kịch tính nhưng vẫn đang xen vào những tình tiết hài hước thông qua nhân vật Mạc Văn Khoa thủ vai. Có thể nói dựa vào những pha hành động được đầu tư công phu của bộ phim đã khiến phần lớn khán giả mãn nhãn. Cuối cùng là hiệu ứng truyền thông. Lật Mặt 48 giờ chắc hẳn sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ phía khán giả sau drama với Bố và Trấn Thành. Lật Mặt 48 giờ được xem là bộ phim khá thị phi ngay từ những ngày đầu công chiếu. Cụ thể là vướng phải thị phi ngay với Trấn Thành, đạo diễn, nhà sản xuất của bộ phim điện ảnh Bố Già. Trong thời điểm phim điện ảnh Lật Mặt 48 giờ vừa ra mắt thì Trấn Thành bị tố rằng đã cố tình chơi xấu Lý Hải và đoàn phim khi không share bài PR cho Lật Mặt 48 giờ mà lại PR cho một bộ phim nước ngoài. Dù vụ việc vừa khép lại sau lần đăng đàn tự minh oan của nam nghệ sĩ Trấn Thành, nhưng chắc hẳn ít nhiều qua vụ việc này thì danh tiếng bộ phim Lật Mặt 48 giờ của đạo diễn Lý Hải sẽ vang xa hơn và sẽ kích thích sự tò mò của phần đông khán giả. Khi đó sẽ khiến cho nhiều khán giả quan tâm ra rạp xem bộ phim nhiều hơn và doanh thu của bộ phim cũng sẽ tăng lên đáng kể.
Có thể nói với Lật Mặt 48 giờ, Lý Hải cho thấy sự chỉnh chu trong việc thực hiện một bộ phim đúng nghĩa. Từ khâu dàn dựng, diễn xuất, hành động đều được anh chăm chút một cách tỉ mỉ. Phim vẫn làm đúng với cái chất bình dân nhưng hấp dẫn. Ở thời điểm hiện tại, cư dân mạng đa phần đang cho rằng Lật Mặt 48 giờ sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của Bố và xứng đáng là một trong những phim hành động xuất sắc nhất của Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Còn các bạn nghĩ sao? Hãy comment cho chúng tôi biết nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy cùng đăng ký kênh Gia Đình Việt để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!